16 hôm đi Úc đi ngồi, ngồi xuống đây đi Úc đứng về Úc che mất hết bông hết đồ. Nếu đi làm hết, tiền đầu là hết vàng rồi. Chúa Thánh
có và đời đời sống cùng. Amen. Hãy cha chúng con ở trên trời, chúng con được danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho bằng sự Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cha để chúng con sẽ trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn con Leo và Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con ta cầu cho hai linh hồn Maria Hương và Lan và linh hồn Giuse. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hồng mọi người nữ, và Giêsu con hồng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria và Giuse lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Và cầu cho tất cả thân nhân trong họ chúng ta đã qua đời. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Và đọc kinh nguyện dỗ. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ơi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ. Vì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha tội phạt cho các lòng mà chúng con đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù và thấy cho ra, mà đem đến Chúa nương mọi sự vui thật và nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tôi nào ai rối được, bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thì đã trông cậy Chúa con, những kẻ màn dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân mạnh hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người hay phải. Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng mạnh vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn
Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy và xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, không ngàn gìn giữ con, hàng che chở con, lại cho ngôi hai xuống cây làm người, chịu đẩy chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa. Và đã cho phần xác con hay hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năm tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con. Cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con chẳng lạy lắm thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chở bỏ lời chúng con nguyện. Trong thời gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng loan, hàng giữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Đức Thánh Trai Tìm Đức Chúa Giê-xu, xin xót chúng con. Lạy Trai Tìm Khởi Thánh Khởi Thánh Rất Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Ông Thánh Giuse là bạn Thánh Sạch Đức Bà Maria, chọn đời lòng trên, cầu cho chúng con. Thánh Tử Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ Vương Ban Sự Bình An, cầu cho chúng con. Nhân dân gia bà con và Thánh Thánh Thánh. Bây giờ mời bà con xuống để cho chị cho chị một câu. Vâng mời mọi người ngồi. Dịp này thì xin cảm ơn khổ chủ hôm nay hai khổ chủ đây xin cho chị Tư. Giờ chị Tư đã gửi lớn hết cả trong gia đình rồi. Bây giờ thì tôi xin cảm ơn tất cả hai cháu đã tổ chức cái này để cho bà con gặp nhau. Thế rồi điều thứ hai là cảm ơn Hảo trong bao nhiêu năm đã hy sinh phụng dưỡng cha của dì Tư, mẹ của dì Tư, Hảo rồi chị và chị cô ba, thế đã hy sinh cả bao nhiêu năm trời. Thành xin cảm ơn Hảo. Thế sự cuối cùng lại một lần nữa là cảm ơn khổ chủ Lệ Phong đã làm cho ngày hôm nay và mọi người được cảm giác hết cả. Và cảm ơn hết cả mọi người ở đây để cầu nguyện cho ba mẹ của Phật. Xin cảm ơn. Yeah.